Bản tin tối ngày 29 tháng 11 Kính chào quý vị, Phương Anh rất vui khi được gặp lại quý vị vào bản tin tối nay. Chúc quý vị một buổi tối an lành. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin tối ngày 29 tháng 11. Bản tin gồm có những nội dung chính sau đây. Tin Việt Nam Nam Định, đoàn đón dâu thành F1, kích hoạt bệnh viện dã chiến. Hải Dương phát hiện hàng chục F0 là công nhân, Hưng Yên số ca nhiễm tăng nhanh. Hải Phòng ghi nhận ca nhiễm cao kỷ lục, thêm 84 F0 liên quan tới công trình xây dựng. Bình Thuận tìm người tại nhiều địa điểm, Hậu Giang vận hành khu điều trị F0 tuyến huyện. Quảng Nam mưa lớn sạt lở nặng, hàng trăm gia đình phải di rời khỏi vùng nguy hiểm. Đỉnh Phan Xipang ở Lào Cai xuất hiện sương muối, nhiệt độ giảm dưới 0 độ C. Tin Thế Giới, ông Micron đã vào châu Âu qua Ý từ 2 tuần trước. Moderna nói ông Micron có thể né được vaccine hiện tại, đầu năm 2022 sẽ ra vaccine chống biến thể mới. Tại Hà Lan, bắt giữ cặp đôi trốn khỏi khu cách ly nhiễm biến thể Omicron. Trung Quốc siết chặt hạn chế đi lại ở hai thành phố phía Bắc. Tại Mỹ, nhiều trường đại học đứng trước nguy cơ phá sản do Covid-19. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Đầu tiên mời quý vị đến với những tin tức tại Việt Nam. Vẫn như thường lệ, phần mở đầu sẽ là phần thông tin về dịch bệnh. Tại Nam Định, đoàn đón dâu thành F1 kích hoạt bệnh viện dã chiến. Từ đêm qua đến sáng nay ngày 29 tháng 11, huyện Hải Hậu ghi nhận 5 ca dương tính mới. Đáng chú ý là trong đó có một F0 tại xóm Trung, xã Hải Hưng. Cá F0 này là cô dâu mới vừa được gia đình đón từ Nghệ An về. Sự việc hi hữu này đã khiến cả đoàn đi đón và đưa dâu trở thành F1. Sáng cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu cho biết hai khu điều trị Covid-19 tại huyện đã kín giường. Bệnh viện được yêu cầu mua sắm thiết bị, thành lập bệnh viện dã dạ chiến mới. Trong sáng nay, Bệnh viện dã dạ chiến mới đặt tại nhà thi đấu trung tâm huyện đã bắt đầu thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 với quy mô 100 giường. Tính từ ngày 14 tháng 11, tổng số ca dương tính tại Hải Hậu lên tới 300 ca, trong đó có 80 ca được chuyển điều trị lên Bệnh viện nhiệt đới trung ương. Hiện còn 235 F0 đang điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện và khu điều trị Thịnh Long. Phần lớn các ca nhiễm đều liên quan đến cụm dịch tại xã Hải Minh. Trước đó, ngày 28 tháng 11, tỉnh Nam Định ghi nhận thêm 40 ca nhiễm mới, trong đó có huyện Hải Hậu 26 ca, thành phố Nam Định 9 ca, giao thủy 3 ca, Nghĩa Hưng và Xuân Trường mỗi huyện 1 ca. Hải Dương phát hiện hàng chục F0 là công nhân, hưng yên số ca nhiễm tăng nhanh. Hải Dương cho biết ngày 28 tháng 11, tỉnh ghi nhận thêm 41 ca dương tính, trong đó 20 ca f là công nhân công ty GFT Việt Nam tại xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ. Thành phố Hải Dương cũng ghi nhận thêm 10 bệnh nhân, ngoài ra một số huyện cũng ghi nhận thêm nhiều ca dương tính mới. Huyện Tứ Kỳ là khu vực có ca nhiễm lớn nhất tỉnh, nhiều ngày gần đây liên tiếp ghi nhận hàng chục F0 mỗi ngày, trong đó đa số là công nhân. Huyện này vừa yêu cầu 23 xã thị trấn cho học sinh mầm non nghỉ học. Từ hôm nay, học sinh các cấp còn lại dừng đến trường và chuyển sang học trực tuyến. Dừng một số hoạt động, các nhà hàng, quán ăn, cà phê chỉ được bán mang về. Công ty GFT đã có 8 trên 11 phân xưởng xuất hiện ca dương tính. Công nhân của công ty này được yêu cầu tạm thời cách ly tại nhà, không tiếp xúc cộng đồng kể cả khi có kết quả xét nghiệm âm tính. Hưng Yên cũng là tỉnh có số ca nhiễm tăng nhanh và phạm vi rộng. Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 11, tỉnh ghi nhận thêm 96 F0. Riêng cụm dịch tại thôn Trại Trang, thị trấn Yên Mỹ có 62 trường hợp. Tính từ ngày 3 tháng 11 đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 399 ca dương tính mới. Hải Phòng ghi nhận ca nhiễm cao kỷ lục, thêm 84 F0 liên quan tới công trình xây dựng. Ngày 28 tháng 11, thành phố này cũng ghi nhận thêm 35 ca dương tính mới, trong đó có 19 trường hợp tại cụm dịch huyện Tiên Lãng. Ngoài ra, quận Lê Trân, Kiến An, Ngô Quyền và huyện Vĩnh Bảo cũng ghi nhận thêm nhiều ca dương tính. Trong 3 ngày gần đây, Hải Phòng ghi nhận số ca dương tính cao kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Riêng ngày 27 tháng 11, ghi nhận 103 ca, số ca nhiễm trong một ngày cao nhất từ trước đến nay, đa số ở huyện Tiên Lãng. Đến chiều nay ngày 29 tháng 11, thành phố ghi nhận thêm 84 ca dương tính mới qua xét nghiệm sàng lọc liên quan tới khu xây dựng ở phường Sở dầu, quận Hồng Bàng. 35 trường hợp nghi nhiễm đang chờ kết quả khẳng định. Đặc biệt là trong những F0 vừa ghi nhận có những người là lao động ngoại tỉnh, nguy cơ lây nhiễm ở cộng đồng rất cao. Hiện các F0 đã được đưa đi điều trị, quận đang xác định F1 và trường hợp tiếp xúc để cách ly tại nhà. Tính đến 18 giờ ngày 28 tháng 11, gần 480 người đang cách ly tập trung, hơn 270 người cách ly tại các khách sạn và hơn 8.000 người cách ly tại nhà nơi cư trú. Bình Thuận tìm người đến ngân hàng, công ty dược vựa Thanh Long. Hậu Giang vận hành khu điều trị F0 tuyến huyện. Ngày 29 tháng 11, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận thông báo tìm người tại một loạt các địa điểm nêu trên trong các ngày từ ngày 10 đến ngày 25 tháng 11 do liên quan đến 5 ca nghi nhiễm. Ngoài ra, thành phố này cũng tìm người tại các địa điểm bán thịt, cá, rau, dọc lề đường Ngô Quyền và đường Ngư Ông, chợ Cầm Xin, từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 11. Hàng bún tươi bán sáng sớm ở đầu chợ Phú Thủy, phường Phú Thủy, ngày 20 tháng 11. Thành phố Phan Thiết yêu cầu những người đến địa điểm và thời gian nêu trên liên hệ ngay với các cơ sở y tế để khai báo, xét nghiệm, cách ly theo quy định. Ngày 28 tháng 11, thành phố này ghi nhận 114 ca nhiễm mới, trong đó có 69 ca cộng đồng. Tại Hậu Giang, trong 24 giờ qua tỉnh này ghi nhận 273 ca mắc mới, trong đó có 9 trường hợp là người về từ tỉnh khác. 82 trường hợp là F1 và 145 F0 cộng đồng. Hiện các khu điều trị F0 không triệu chứng cấp huyện đã đi vào hoạt động. Nhiều ngày qua, Hậu Giang ghi nhận từ 200 đến gần 400 ca mỗi ngày, gây quá tải cho tuyến tỉnh. Để ứng phó khi F0 tiếp tục gia tăng, các huyện, thị xã, thành phố đã lập các cơ sở điều trị F0 không triệu chứng như huyện Châu Thành A, thành phố Ngã Bảy, huyện Châu Thành. Ngoài ra, các huyện, thị thành khác cũng đã chuẩn bị sẵn khu điều trị F0 không triệu chứng để tiếp nhận F0 tầng 1 với quy mô trên 2.200 giường điều trị F0 không triệu chứng. Tiếp theo, mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý khác. Quảng Nam mưa lớn gây sạt lở nặng, hàng trăm gia đình phải di rời khỏi vùng nguy hiểm. Sáng nay tại Quảng Nam, ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch huyện Nam Trà My cho biết, mưa lớn kéo dài khiến khu vực này xuất hiện nhiều điểm sạt lở nặng. Tại khu vực Thác Tắc Chua, nằm giáp danh giữa hai xã Trà Vân và Trà Vinh đang bị ngập sâu. Dòng nước chảy xiết khiến tuyến giao thông hai xã bị tê liệt. Hơn 400 gia đình với hơn 2.000 người ở xã Trà Vinh đang bị cô lập tại xã trà leng từ ngày 27 tháng 11 mưa rất lớn làm nước sông leng tràn về khiến mố cầu của cây cầu dẫn vào khu dân cư bằng la đổ sập việc mố cầu bị sạt lở cùng tuyến đường d1k8 cũng đang bị ngập ngụa bùn đất do mưa lớn khiến 45 gia đình với khoảng 180 người ở khu dân cư bằng la bị cô lập ngoài ra tuyến đường xã trà linh mang lùng lên vùng trồng sâm ngọc linh bị sạt lở nghiêm trọng khối lượng lớn đất tràn xuống đường khiến các phương tiện không thể di chuyển Sáng nay ngày 29 tháng 11, nước tại cầu sông Oa trên quốc lộ 40B tại xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My cũng dâng cao gây chia cắt. Cập nhật lúc 10 giờ cùng ngày, tại Thủy điện Sông Tranh 2, mực nước về hồ là 2.884 mét khối trên dây, lượng nước về sông Thu Bồn là 2.534 mét khối trên dây. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 11, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đỉnh Phan Xipang ở Lào Cai xuất hiện sương muối, nhiệt độ giảm dưới 0 độ C. Đài khí tượng Thủy Văn tỉnh Lào Cai cho biết, do nhiệt độ xuống dưới 0 độ C sáng ngày 29 tháng 11, tại đỉnh Phan Xipang Sapa, nơi có độ cao hơn 3.000m, đã xuất hiện sương muối nhẹ. Tại nơi có độ cao từ 2.800m trở lên, xuất hiện sương muối nhẹ phủ trắng một lớp mỏng trên đường đi, bậc đá. Khi có ánh nắng mặt trời dọi xuống, sương muối tan dần. Đây là đợt sương muối đầu tiên tấn công đỉnh Phan Xipang, tính từ đầu đông đến nay sương muối là hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng rất lớn tới sinh trưởng của cây trồng để đảm bảo cho cây trồng vụ đông tỉnh đã khuyến cáo người dân cần khẩn trương thu hoạch những diện tích rau màu đã đến kỳ thu hoạch khi xuất hiện sương muối giá buốt người dân cần dùng đến các biện pháp tưới nước trên bề mặt lá để làm tan sương tránh hiện tượng cháy lá táp lá và sương mai bón bổ sung phân lân phân hữu cơ hoại mục hạn chế bón đạm phun hoặc tưới một số chế phẩm sinh học phù hợp Ngoài ra, nên sử dụng ni lông, dơm, dạ, phủ luống và màng che thấp, nhà màng, nhà lưới cho cây vụ đông. Theo dự báo, đêm về sáng ngày 30 tháng 11, sương muối trên đỉnh Phan Xipang sẽ chấm dứt khi nhiệt độ ở Bắc Bộ đồng loạt gia tăng. Mời quý vị chuyển sang phần tin thế giới. Ông Micron đã vào châu Âu qua Ý từ 2 tuần trước. Theo truyền thông Ý, bệnh nhân nhiễm biến thể ông Micron đầu tiên của nước này đã di chuyển nhiều nơi trước khi có xét nghiệm dương tính. Cả gia đình gồm 5 người của bệnh nhân đều đã mắc Covid-19 và đang được tiếp tục xét nghiệm về khả năng nhiễm biến thể mới. Sau khi về từ Mozambique ngày 12 tháng 11, nam nhân viên của một công ty dầu khí đã về nhà ở thị trấn phía bắc Naples. Vài ngày sau, người này bay đến Milan để kiểm tra sức khỏe theo kế hoạch. Tại đây, ông thuê một chiếc ô tô, nghỉ qua đêm tại khách sạn và ăn uống trong nhà hàng. Sáng hôm sau, ông đến bệnh viện làm thủ tục khám sức khỏe. Theo lời của bệnh nhân, trong toàn bộ chuyến đi, tôi tuân thủ quy định về giãn cách xã hội và các yêu cầu hạn chế phổ quát. Tác giả của bài báo cho rằng, ca bệnh này cho thấy thách thức mà các nhà chức trách phải đối mặt trong việc ngăn chặn sự lây lan của chủng biến thể mới. Vì Omicron có lẽ đã ở châu Âu từ 2 tuần trước. Moderna nói, Omicron có thể né được vaccine hiện tại. Đầu năm 2022 sẽ ra vaccine chống biến thể mới. Giám đốc y tế của Moderna, ông Paul Burton, ngày 28 tháng 11 cho biết, ông nghi ngờ biến thể Omicron có thể né được các loại vaccine hiện tại. Và nếu thực sự là vậy, Moderna sẽ cho ra mắt một loại vaccine được cải tiến vào đầu năm 2022. Ông Burton cũng nói thêm rằng, nếu phải tạo ra một loại vaccine hoàn toàn mới, tôi nghĩ vaccine này sẽ có sẵn với số lượng lớn vào khoảng đầu năm 2022. Ông Burton nhận định biến thể này rất đáng lo ngại vì khả năng né miễn dịch mà vaccine tạo ra. Ông cũng cho biết, ở Omicron có ít nhất 30 đột biến ở gai protein mà 9 trong số đó liên quan đến khả năng thoát miễn dịch. Và 11 đột biến khác cũng tiềm ẩn khả năng thoát miễn dịch. Vẫn chưa rõ Moderna có phải dùng đến công thức mới để phát triển vaccine cải tiến hay không. Trong khi đó, với tuyên bố cùng ngày, WHO cho biết cũng chưa có bằng chứng nào cho thấy các triệu chứng liên quan đến biến thể siêu đột biến Omicron nặng hơn triệu chứng do biến thể khác gây ra. Tuy nhiên, WHO nhắc lại rằng bằng chứng sơ bộ cho thấy nguy cơ tái nhiễm biến thể này có thể cao hơn. Hiện tổ chức này đang làm việc với các chuyên gia để tìm hiểu tác động tiềm tàng của biến thể Omicron đối với các biện pháp ứng phó COVID-19 hiện nay, bao gồm cả tiêm vaccine. Tại Hà Lan, bắt giữ cặp đôi trốn khỏi khu cách ly có ca nhiễm biến thể Omicron. Daily Mail đưa tin ngày 28 tháng 11, cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ một cặp đôi trên máy bay tại sân bay Schiphol sau khi họ trốn khỏi một khách sạn nơi hành khách nhập cảnh từ Nam Phi dương tính với COVID-19 đang bị cách ly. Theo The Straits Times, cặp đôi được xác nhận là một người đàn ông Tây Ban Nha 30 tuổi và một phụ nữ Bồ Đào Nha 28 tuổi. Người phát ngôn của cơ quan y tế công cộng Hà Lan, bà Stephanie van Waterberg, bà cho biết một trong hai người đã bị nhiễm Covid-19, người còn lại cho kết quả xét nghiệm âm tính. Cả hai đã ở trong khách sạn cách ly khác nhau trước khi lên chuyến bay trốn sang Tây Ban Nha. Chuyến bay dự kiến sẽ cất cánh vào lúc 18 giờ 30 cùng ngày. Ngay sau khi bị bắt giữ, cặp đôi đã được bàn giao cho cơ quan y tế công cộng. Theo CNN, hai người trên đã từng lên một trong hai chuyến bay từ Nam Phi tới thủ đô Amsterdam, nơi ít nhất 13 người đã nhiễm biến thể Omicron. Tổng cộng 600 hành khách đã được đưa đi cách ly. Trung Quốc siết chặt hạn chế đi lại ở hai thành phố phía Bắc Hai thành phố ở phía Bắc Trung Quốc đã đình chỉ giao thông công cộng và siết chặt kiểm soát việc di chuyển của cư dân vào ngày 28 tháng 11 sau khi ghi nhận 21 ca nhiễm mới, gồm 20 ca cộng đồng. Thành phố Mãn Châu Lý đã cấm người dân rời khỏi thị trấn và đình chỉ các phương tiện giao thông công cộng cũng như một số dịch vụ không khẩn cấp tại các bệnh viện. Giới chức cũng đóng cửa các khu chợ và địa điểm giải trí, tạm dừng ăn uống trong nhà hàng, đóng cửa trường học và ngưng các buổi tụ họp tôn giáo, đồng thời bắt đầu xét nghiệm đợt 2 trên toàn thành phố. Quận Hai La, một khu vực hành chính cách Mãn Châu Lý khoảng 3 giờ đi xe, đã chặn một số tuyến đường nối với thành phố và yêu cầu những người đến từ Mãn Châu Lý cách ly tập trung trong 2 tuần vào cùng ngày dù chỉ ghi nhận một ca mắc mới trong cộng đồng, Nehe thuộc tỉnh Hắc Long Giang của đông bắc Trung Quốc đã ngay lập tức siết chặt kiểm soát việc đi lại của người dân, đóng cửa các hoạt động kinh doanh không thiết yếu, dừng các hoạt động giao thông công cộng cũng như một số dịch vụ y tế. Tại một diễn biến khác, cục hàng không dân dụng Trung Quốc đã yêu cầu hãng hàng không Air France ngừng 4 chuyến bay từ thủ đô Paris đến thành phố Thiên Tân. 11 hành khách trên chuyến bay của hãng này ngày 12 tháng 11 đã có kết quả xét nghiệm dương tính khi tới Trung Quốc. Tại Mỹ, nhiều trường đại học đứng trước nguy cơ phá sản do Covid-19. CNBC đưa tin ngày 27 tháng 11, trên khắp nước Mỹ, các trường đại học đang rơi vào khủng hoảng do dịch bệnh. Theo một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Sinh viên Quốc gia, lượng sinh viên đại học tại các trường giảm 7,8% so với 2 năm trước, đánh dấu mức giảm tuyển sinh lớn nhất trong 50 năm qua. Tuy nhiên, trong khi tỷ lệ tuyển sinh và các trường cao đẳng cộng đồng, đại học đại trà giảm 15%, thì các trường đại học tốt đầu ghi nhận mức tuyển sinh tăng 3,1% so với mức trước khi đại dịch bùng phát. Một số trường học đã phải đóng cửa hoàn toàn. Mới đây, trường cao đẳng Bloomfield ở New Jersey cho biết có thể buộc phải đóng cửa vào năm sau. Trái lại, các trường đại học hàng đầu nước Mỹ đang hoạt động hiệu quả vì có nguồn tài chính dồi dào. Theo ông Sam Pollack, một đối tác cấp cao của một công ty tư vấn đầu tư, nguyên nhân là do các khoản tài trợ đến từ đầu tư tư nhân hoặc đầu tư mạo hiểm. Một số khoản đã tăng hơn 50% năm nay. Kết quả là các trường đại học như Harvard, Yale, Stanford có thể mở rộng hỗ trợ tài chính cho sinh viên. Trên thực tế, dù chi phí học tập tại các trường tư đắt đỏ hơn, nhưng do nhận được các gói viện trợ tư nhân hào phóng, những trường này có thể khiến học phí cuối cùng giảm đi đáng kể, thậm chí là rẻ hơn so với trường công lập. Ngành du lịch toàn cầu thiệt hại 2.000 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021 do đại dịch. Đây là kết luận mà vào ngày 29 tháng 11, cơ quan xúc tiến du lịch của Liên hợp quốc đã đưa ra. Theo dữ liệu, lượng khách du lịch quốc tế trong năm nay chỉ đạt 70 đến 75% so với 1,5 tỷ lượt được ghi nhận vào năm 2019 trước khi đại dịch xảy ra. Cơ quan này chưa có ước tính về hoạt động của ngành du lịch trong năm tới, nhưng triển vọng trong trung hạn cũng không mấy khả quan. Tổ chức Du lịch Thế giới cho biết, ngoài các hạn chế đi lại liên quan đến dịch bệnh, ngành này cũng đang phải vật lộn với việc giá dầu tăng vọt và sự gián đoạn của chuỗi cung ứng. Báo cáo nói thêm, mặc dù có sự cải thiện trong quý 3, tốc độ phục hồi vẫn không đồng đều giữa các khu vực trên thế giới do các mức độ khác nhau về hạn chế đi lại, tỷ lệ tiêm chủng và niềm tin của khách du lịch. Theo tổ chức này, hiện tổng cộng 46 quốc gia là các điểm đến du lịch, chiếm 21% điểm đến du lịch trên thế giới, vẫn đóng cửa biên giới hoàn toàn đối với du khách. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tối của Khỏe tự nhiên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Nếu thấy những thông tin của Khỏe tự nhiên hữu ích, quý vị đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn nút thích, chia sẻ và bình luận cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị quý vị nhé. Còn bây giờ Phương Anh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.